Đấy, nghe theo anh Hiệp nhá. Thì, đi ra đây anh Hiệp bảo có cây này 350 triệu. Đấy. Ok, em đứng luôn ở đây này cho anh em ngắm luôn cây này này. Ở đây một tác phẩm đẹp này, tác phẩm hoàn thiện chỉ được chơi anh em nhá. Xanh quê à anh? Xanh điền xịn luôn. Xanh năm điền xịn à? Điền xịn luôn. Cây này thì không còn một chút gì lăn tăn nữa. Thế yeah. Chỉ được chơi thôi. Từ từ nhá, để em quay cho anh em ngắm nữa nhá. Xanh năm điển xị. Ghét thế, ông kia ông cứ phay cỏ. Bà con quý vị là xem là thông cảm chút nhá. Nhà bên cạnh người ta phay cỏ cho nên là nó hơi ẩm một chút. Đấy, tạp âm nó vào mà. Thôi, cây đẹp ngắm là được quý vị nhờ. Đẹp lắm bà con. Cây này ngắm thì nó nhà anh em mà có cái nhà truyền thống, anh em đặt một cái này thay bức bình phong thì nhà truyền thống là nhà gì? Nhà văn hóa cổ ngày xưa, nhà bây giờ xây cho nó truyền thống, nhà năm gian này, 4-5 tầng ở bên biệt thự liền kề đấy, được. Năm gian hai mái các thứ đấy. Một cây này ở giữa thay bức bình phong của các cụ ngày trước đấy. Nó mới chú này, nó đẹp cả về tứ diện, đẹp cả về nghệ thuật, đẹp cả về phong thủy tất cả các thứ. Chắc cũng cây này mà đặt trong nhà thì xanh năm điền nhé. Nó vào thì đây. Quý vị ngắm này, ngắm thật kỹ này, không lại bảo là hôm nay ông báo 350 triệu cây này xong rồi đây ông comment ở dưới chó nó mua rồi, không đủ nồi bánh chưng. Đọc comment buồn cười dã man luôn. Thế mà đến thế mà đến lúc thế mà đến lúc cây cứ chậm mất cho anh mượn dây kìa. Vâng. Đấy, buồn cười. Nẫu cả ruột. Đây, bảo hết thuốc rồi nhá. 200. 200 đấy. Vâng. Cây cực già nhá, 350 triệu. Ban nào kết thì phải nhanh tay luôn chứ không là cao 1m3, chậm chân là không có cơ hội. Cao 1m3 nhá. Cái này như một bức bình phong luôn. Có tội ông này ông để cao quá nên là hơi khó ngắm, hơi khó quay. 8m8. Xanh năm điền zin. Đúng 350 triệu cái này không anh? Cái này thì thực hiện nói với các bạn là một điều rằng cái này này. Là các bạn cứ tưới bao nhiêu cáo nước thì các bạn cứ cộng tiền này bấy nhiêu. Thế thì làm sao mà 350 triệu được? Không, có nghĩa từ giờ các bạn cứ tưới bao nhiêu nước các bạn cứ cộng đi. Một năm tưới bao nhiêu cáo nước. Và nhớ là phải dùng cái gáo dừa tưới nó nhẹ nhàng. Gáo dừa. Các bạn đếm đi. Ok. Mỗi một ngày bạn tưới bao nhiêu gáo và các bạn đếm thời gian nó đi. Mốc tem như này này. Trần Nghiệp nói với các bạn rằng là cây sẽ cộng cho các bạn gần đi tiền. Vâng. Đầu tư đi. Sẵn sàng đầu tư. Đây tôi phải cố gắng tôi trèo lên tôi quay kỹ cho quý vị để quý vị nhìn thấy được, nhìn được độ già của cây như thế nào. Úi ôi, tưởng đổ cơ, sợ thế. Đổ quả này nó đè vào thôi đấy. Đấy, già dã man luôn. 350 triệu nha quý vị nhá. Ok anh. Đấy em quay sát đây này. Quay sát chi tiết luôn, chạy không thấy gọi là một chỗ nào luôn. Quay để cho anh em xem xong rồi không lại bảo là hàng nó thế này thế nọ. Quay ngược sáng quá, bực. Rồi ok, 350 triệu. Nào, bây giờ đâu rồi? Anh đi đâu ấy? Hả? Quay rồi. Múc vào đâu đấy? Quay lại cây này luôn à? Ờ, thế thì quay luôn. Cây này đầy quá. Thông Nhật nhá. Quay cho anh em ngắm đấy. Đấy các bạn biết không? Có cái niềm vui nào bằng cái niềm vui ông này ông khôn đấy. Từ nãy giờ ông cứ bảo cộng tiền nhưng biết đéo đâu. Ví dụ cộng 1.000 một gáo. Đấy, các bạn cứ mỗi một gáo các bạn
tưới cho cây xanh Nam Điền các bạn cộng 30.000 vào. À, giờ lại tăng giá vào. Các bạn tưới 10 gáo là cộng 300 và tưới 30 gáo cộng 1 triệu. Đấy, bây giờ kỳ vậy. Các bạn cứ tính thời gian đó là mai mà ai không mua thì đó là việc của người ta. Vâng. Ôi, tưới nhiều nó sặc nước thì mai nữa lại héo rồi. Bấm cây Nhật em á. Dạ. Cây sinh Nhật em á, các bạn ra một đi đâu cũng có cái kéo kèo. Này quay cái hố này cho bà con này, này. Đấy. Đây là anh em nào nhất là anh em nào mà đam mê những cái tiểu cảnh. Đây là một hang động tự nhiên này nha, của cái thông ấy nha. Đấy chú thấy không? Đấy một cái động tự nhiên đấy. Bây giờ nhiều ông đang làm thông ở dưới Hải Dương ấy, Chí Linh Hải Dương ấy. Làm trong động đấy. Cũng làm theo kiểu ấy, làm theo kiểu Nhật như này. Đây, Hoành 90 này. Vâng. Thế một cái thông của Hoành 90 là khiếp đẳng. Vâng. Đây bonsai. Cao là 76. Tan là 80. Nhìn đây nhá, quý vị nhìn cái bộ tay này là quý vị biết rồi. Đấy. Ghê gớm chưa? Ây da. Bao nhiêu tiền cái này anh Hiệp? Cái này 55 triệu. 55 triệu. 55 triệu cái thông VIP này so với xanh Nam Điền của Việt Nam thì nó nhỏ nhỏ nó sao ấy. Cây nó chất nhỉ. Có 55 triệu rồi. Đấy. Ok anh. 55 triệu. Được. Đây tiện có cây nhài này. Nhài này nhài ta nhá. 10 triệu anh. 8 triệu thôi. 8 triệu. Nhài ta cổng tam quan. Đây nó gần cái thông liếc vào luôn. Rồi. Ra cây cây xanh Nam Điền này với chất dáng lão mai. Đấy lún phún lên rồi anh ạ. Anh em là kết cây trực đây, trực đây. Này anh em thao thỏa sức để ngắm Nam Điền này nha. Bệ anh em nhìn bệ không phải chê được đúng không? Rồi. Đo cho anh em cái cổ thân nhá. Nghe quay từ trên xuống dưới này. Đây là hoành được 72. Rồi. Cao 90. Tàn 1m3. Thế này báo anh em 150. 150 triệu. 150 triệu. Đấy, anh em ngắm Nam Điền VIP đây. Đồ kỹ đây. Mình phải chơi rồi. Già. Bệ khoanh tròn đều kín chậu. 150 triệu. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy này, cây tuốt lá ra, lọc ra. Thì quý vị và các bạn thấy cái độ già chưa, dăm chưa? Cực kỳ già luôn đấy nhá. Đấy đây này, già như này 150 triệu xứng đáng, chứ không phải là một cây non đâu. Đấy cho nên là tôi quay thật kỹ cho quý vị và các bạn xem. Không quý vị bảo là cây bé tí này mẹ anh cha bán 150 triệu chó nó mua. Đúng rồi. Nhiều ông cứ nói cho sướng mồm nhưng mà phải nhìn đây thì mới thấy được. Thực ra là những anh em người ta chơi cây người ta biết cái giá trị của cây mà. Đấy. 150 triệu nha quý vị. Cây già như này. Rồi. Cây tiếp theo là cây lộc vừng. Ok, này có cái chỗ này quay rõ rõ lên rồi. Đường kính đây là 100. Đường kính dưới 100 rồi. Cao 1m2, tàn 1m5. Cao 1m2, tàn 1m5. Đây.
mượn được hai cái chỗ này đứng cao cao lên, quay cho anh em nhìn tổng thể cây này. Mấy hôm nữa lá nó kín, lộc đỏ rực rỡ nhìn sướng. Ok anh, bao tiền cây này anh? Tôi báo anh em 35 triệu. 35 triệu. Ủa, có đổ không đấy? 35 triệu. Ok, Trần Hiệp. Nguyệt Quế. Hoành là 70. Cao 1 mét. Hoành 70, cao 1 mét. Càn 90. Báo anh em là cái 25 triệu. 25 triệu. Cái này tay nuôi còn lâu phết đấy. Nhờ. Quan trọng nhất là cái hoành nó to mà anh em nó thu gọn. Ok rồi. Đấy, cái này người ta thu lại mà. Cái kỹ thuật nó là cái kỹ thuật tối ưu nhất để phát triển. Bây giờ chỉ chơi nuôi bóng, à nuôi cành này thôi. Chỉ nuôi bóng thôi là sao? Đấy, nuôi này nó rực ra rồi. Nó hơi nhỏ đấy nhá. Đã giá có 25 triệu. Cái tay một với cả tay các cái tay kia nó to ra rồi thì có mà. Ok anh. Cái này bán chưa? Cái này đẹp này. Đây cái thành quê anh em nhé. Ừ. Ông nào mua được cái này mua. Cái này già lắm, nhỏ nhỏ, một người bê. Ra đi anh cứ che vào thế thì. Cái này già ten. Đây. Hoành 80. Vâng. 79 rồi. Cao 60. Rộng 80, cái này bán anh em 30 triệu. Đấy. Nhìn cái cây nó chất biết ngay. Đây. Anh em nhìn cái cây nó già. Lên tem này. Mốc xanh mốc đỏ này. Đấy. Này cơ mà. 30 triệu xứng đáng. Đây. Xanh quê nhá. Vết cắt này múp hết rồi. Tem đẹp. Bệ. Cực kỳ chất luôn. Đấy, 30 triệu. Rồi cây Nguyệt Quế. Mặt ngắm đây. Vành 56. Cao 90. Rộng 1 mét. À. Ngày báo anh em là 35 triệu. 35 triệu. Đấy, đây. Quay tay cảnh cho anh em ngắm này. Rồi, ok anh. Nam Điền ở quê đây anh. Xanh Nam Điền. Điền xịn, điền zin, điền chuẩn. Hoành 85 này. Cây cổ. Cao 90. Rộng 1m2. Để báo anh em 35 triệu. 35 triệu à? Xanh Nam Điền zin nhá anh em nhá. Đây. À. 35 củ khoai. Giả thế.
Rồi, ok anh. Trái cây thì Nam Điền. Điền hạt ôm đá đẹp ạ. À? Ừ. Bây giờ nhìn cái này sáng sủa ra nhiều ạ. Dạ. Nhìn con đôi bàn tay nghệ nhân vào nó khác hẳn đấy đúng không? Ừ. Chỉnh sửa. Nhìn sáng sủa hẳn đấy. Thật đấy, em nhìn thấy nó sáng cây lên. Đó, anh hiểu ạ. Này anh em nhé. Nhìn chỗ này được 1m3 này. Ờ. Cao ở 97 này. Tàn được 95 này. Ừ. Thế báo anh em 30 triệu. 30 triệu à? Đấy, một cây xanh Nam Điền ôm đá. Mình có 30 triệu thôi. Thôi, nốt cây này thôi anh. Nốt cây này dừng video, cây kia làm video sau. Quay kỹ kỹ cho anh em ngắm cây này. Cây vip lắm. Để được một tác phẩm ôm đá hàng vài chục năm. Ừ. Nguyên một khối đá này. Các bạn thấy cái đường sắt sáng hẳn, rít đá vào.